Chào tất cả các bạn, mình tên là Hưng Đông. Kỳ nghỉ hè này mình được về quê thăm ông bà ngoại. Mình đã có nhiều trải nghiệm rất thú vị, ví dụ như là câu cá này, thả diều này, đá bóng này và chơi cầu lông. Điều mình thích nhất ở ông là bà mình thích nhất ở ông bà chính là vườn rau. Trước mỗi bữa bà chỉ cần ra vườn hái rau chứ không cần đi chợ. Các bạn cùng mình khám phá vườn rau của bà mình nhé. Đây là cây rau muống, còn kia là cây rau lang, còn đây là cây táo của bà mình, còn bên kia là cây đu đủ của bà mình, còn đây là cây rau cải của bà mình, còn đây là cây đậu bắp mình rất thích ăn. Mình đã biết quá trình xây dựng đậu bắp. Đầu tiên là mình phải đi mua hạt giống, sau đó mình sẽ đào một mũ đất và trồng nó. Mỗi hàng ngày mình sẽ phải tưới cây để cho nó lớn lên, sau đó nó sẽ ra hoa và sau đó nó sẽ thành quả đậu bắp như thế kia. Như các bạn đã nhìn thấy, đó là quả đậu bắp đã chín. Còn đây, các bạn đã biết chưa? Các bạn đã biết hết chưa? Các bạn hãy nắm lại vườn của bà mình nhé. Xin chào tất cả các bạn. Chào tất cả các bạn. Các bạn.